Nhìn cái gì? Đánh chết cha mày giờ. Hả? Mày né được cú đấm của tao sao? Từ trước tới giờ tao chưa gặp đứa nào có thể đứng vững sau một cú đấm của tao. Mày là đứa đầu tiên. Đúng là một đối thủ xứng tầm. Ta sẽ đánh bại ngươi con mũi kia. Nhào vô đi. Ê, thằng này nó bị điên hả mày? Không phải đâu, nó bị thiểu năng. Chào, tôi là Saitama và như mọi người đã biết là tôi rất mạnh. Mọi người hay hỏi là tại sao tôi lại mạnh như vậy. Thì tôi xin trả lời là ông có nội tôi cũng không biết nữa. Đi mà hỏi ông tác giả. Nhưng mà tôi sẽ kể cho mọi người nghe về quá khứ đẹp trai của tôi. 3 năm trước tôi là một thằng đẹp trai. Xin nhấn mạnh là tôi đẹp trai. Nhưng mà không có người yêu. Đã vậy lúc đó tôi còn bị thất nghiệp nữa. Đang chán đời thì tôi gặp một cậu bé đang bị quái vật tấn công. Và đặc biệt cậu bé này có cái ấy trên cái mặt. Nên tôi sẽ gọi cậu bé này là thằng mặt. Nhìn con quái vật nó bê đê vậy thôi chứ nó rất là mạnh nha. Nhưng mà tôi vẫn đánh nhau với con quái vật để giải cứu cậu bé. Thế mà tôi là nhân vật chính nên được ông tác gia độ, chứ không là tôi bị con quái vật đánh thấy mẹ rồi. Nhờ vậy mà tôi đã đánh bại con quái vật. Và cũng từ đó tôi quyết tâm luyện tập chăm chỉ mỗi ngày để trở nên mạnh mẽ hơn. Và kết quả là bây giờ tôi đã có một cơ thể săn chắc cùng với cơ bụng 6 múi. Thấy tôi ngạo chưa? Nhưng mà tôi vẫn đéo có người yêu. Nhưng không sao, bây giờ tôi rất mạnh. Con nào lá là tôi cho một đống là chết hết. Ngoại trừ con mũi. Chú quái vật, chú đừng có đánh con. Yên tâm đừng có lo. Tao chỉ ăn thịt mày thôi chứ tao không có đánh mày đâu. Hello. Mày là ai hả thằng đầu hói kia? Tao là Saitama, nhân vật chính của bộ phim này. Còn mày là Piccolo đúng không? Không. Vậy mày đến từ hành tinh Namek đúng không? Không luôn. Vậy mày là cái thứ quái quỷ gì? Tao là một con quái vật được sinh ra từ rác thải của con người. Rõ ràng mày là Piccolo tới từ hành tinh Namek. Ba nội mày xem bởi vì rồng nhiều qua ảo phim hả mày? Tao là quái vật được sinh ra từ rác thải của con người. Trái đất đã sinh ra tao để giết hết mấy thằng vô ý thức xả rác bừa bãi. Nên là tao sẽ giết mày. Ê mày, tao bỏ rác đúng nơi quy định mà mày. Nhưng mà nhìn cái mặt mày thấy ghét nên tao giết mày cho bỏ ghét. Mày non. Trước khi chết, tao muốn nói là... Nói đi. Không được xả rác. Tao không muốn được sinh ra lần nữa đâu. Anh trai ơi, em muốn trở thành người mạnh nhất thế giới. Vậy thì uống cái này đi em. Ok. Hả? Em trở thành người khổng lồ rồi. Từ nay hai anh em chúng ta sẽ cùng thống trị thế giới. Hello. Gì vậy anh trai? Có thằng đầu hói đứng trên vai em kìa. Vai nào anh? Vai bên trái. Ok, để em đánh thấy mẹ nó. Tại nãy em đánh lộn, em xin lỗi anh trai nha. Tất cả là tại mày mà tao mới giết lộn anh trai tao. Bây giờ tao sẽ giết mày để báo thù. Tại mày ngu. Nhìn cái mặt mày thấy ghét. Mấy con quái vật yếu quá chán. Thôi về nhà ngủ. Bà mẹ, thằng nào phá giấc ngủ của tao vậy? Tao nè. Mày là cái thứ quái quỷ gì vậy? Ta là quái vật sống ở dưới lòng đất. Sao không sống ở dưới đi lên đây làm gì cha nội? Tao lên để đánh bỏ mẹ mày để xâm chiếm mặt đất. Sống dưới lòng đất mà xâm chiếm mặt đất làm gì cha nội? Mẹ, bố mày thích bố mày xâm chiếm được không hả? Thằng đầu hói kia, nhìn cái mặt mày thấy ghét. Sao đứa nào không ghét cái mặt mình hết vậy? Bố không lẽ mình đẹp trai thế vậy sao? Ê, mày ghét cái mặt ta là do ta đẹp trai quá nên mày gan tị đúng không? Không, mày xấu. Tao đẹp trai. Mày xấu. Tao đẹp trai. Thật ra nãy giờ tao chỉ mới dùng 10% công lực thôi. Bây giờ tao sẽ dùng hết 100% công lực. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Gì vậy? Con quái vật đó định chém tụi tao. Sao tụi mày không hợp sức lại chém nó? Không, nó đáng sợ lắm. Con này hả, nhìn nó ốm nhom nhách có gì đâu mà đáng sợ. Mẹ, tao ăn thịt mày luôn đó thằng đầu hói. Ê, nhớ tao mày nãy tao mày mới đánh nhau nè. Tao với mày đánh nhau hồi nào? Ở đâu? Trong giấc mơ của tao. Mẹ mày bị ngáo à. Non. Hello. Mày là con gì nữa? Tao là con khỉ đột.
Tao được ra lệnh để đi bắt thằng đầu hói. Ê, tao đầu chọc nha mày. Tao tới bắt mày đó. Non. Ê, bọn mày có thấy con khỉ đột em trai của tao ở đâu không hả? Tao đánh chết mẹ nó rồi. Hả? Non. Hello, tao là con quái vật tên là... Non. Hello. Non. Gì vậy trời? Má ông tác giả bút sức mạnh cho thằng đầu hói kia lắm thế. Xem như thế này thì còn đéo gì hấp dẫn nữa. Ê, con quái vật mũi kia, cố lên. Quái vật cố lên, quái vật cố lên. Đánh chết mẹ thằng đầu hói, đánh chết mẹ thằng đầu hói. Bà mẹ mình thì còng lưng ra tiêu diệt quái vật để giải cứu tụi nó. Còn tụi nó thì còng đít ra chù mình chết. Cảm ơn các bạn, nhờ các bạn mà mình đã có động lực rồi. Yeah. Được, bây giờ tôi sẽ đánh bại thằng đầu hói. Yeah. Rồi tôi sẽ ăn thịt các bạn. Yeah. A đù. Đầu hói cố lên, đầu hói cố lên. Đánh chết mẹ con quái vật, đánh chết mẹ con quái vật. Ok. Yeah. Anh đầu hói mạnh quá. Tao tên Saitama mày. Anh Saitama mạnh quá. Em có hứng thú với anh Saitama. Cho em ở chung phòng với anh nha. Mày bê đê hả? Không, em chỉ muốn được anh Saitama nhận làm đệ tử thôi. Ok. Mày dẫn tao ra đây chi? Em nghe nói ở đây có mấy con quái vật mạnh lắm nè. Tao có thấy con nào đâu. Tao là Boros. Mày tới đây làm cái gì? Tao nghe nói ở trái đất có một thằng đầu hói mạnh hơn cả tao. Tao tới đây để thách đấu. Bây giờ tao muốn đánh nhau với thằng đầu hói. Mày đè anh Saitama đầu hói chết mẹ rồi thì lấy gì đánh nhau nữa? Hả? Tao còn sống đây nè, nhân vật chính mà sao chết được? Vậy thì đánh nhau với tao. Ok. Non. Thằng kia, mày luyện tập cái gì mà mạnh dữ vậy? Muốn biết bí quyết của tao hả? Để có sức mạnh này tao đã phải hít đất 100 cái, gập bụng 100 cái, squat 100 cái, chạy bộ 10 cây số mỗi ngày trong vòng 3 năm. Và kết quả là đầu tao bị hói, nhưng mà vẫn đẹp trai. Tao luyện tập chăm chỉ gấp 10 lần mày. Vậy mà tại sao tao vẫn yếu hơn mày? Mày là thằng cài chay, còn tao là thằng nạp VIP. Chúng ta không cùng đẳng cấp. Tất cả là tại ông tác giả. Hey, chán. Anh Saitama mạnh quá nên chán hả? Không phải, chuyện là anh bước đi trong bóng tối đã lâu. Từ trước tới giờ anh đã tiêu diệt biết bao nhiêu con quái vật để giải cứu thế giới. Vậy mà chẳng ai biết đến anh. Bây giờ đã đến lúc anh cho cả thế giới thấy rằng anh đã làm được những gì và anh mạnh mẽ như thế nào. Mọi người, từ trước đến giờ tôi đã đánh bại nhiều con quái vật để giải cứu thế giới đó. Bởi vì tôi có sức mạnh có thể hạ mọi con quái vật chỉ với một cú đấm. Bóc phét ít thôi. Tao nói thiệt. Vậy thì mày hãy thể hiện sức mạnh của mày đi. Được, tao sẽ cho bọn mày thấy. Tao sẽ hạ gục con này chỉ với một cú đấm. A đù. Chỉ là một con muỗi thôi. Mà thôi, mày cứ hạ gục nó cho tao xem đi. Ok. Con muỗi chết tiệt. Lần này thấy mẹ mày rồi con. Có một con muỗi đấm cũng không trốn. Nhục nhã quá. Mẹ con muỗi. Mẹ con muỗi. Con mẹ con muỗi. Tao đang quạo nha, quay quay cái gì? Tao không quay tay. Quay phim lấy đâu ra phim cho khán giả xem? Nhưng mà tao đang bực, quay quay tao đánh chết cha mày giờ. Tao là thằng quay phim, mà thằng quay phim thì luôn luôn bất tử. Sao mà đánh chết tao được? Đấm chết cha mày, này thì thằng quay phim luôn bất tử. Xin lỗi quý vị, bởi vì thằng quay phim của chúng tôi bị đánh chết nên hiện tại chúng tôi không có phim cho quý vị xem. Hẹn gặp lại quý vị lần sau. Tôi nhất định sẽ mướn một thằng quay phim bất tử. Quên, nhớ like và subscribe nha. Không like đánh chết.